Tuấn. Tuấn. Thế ông gọi điện cho tôi bảo có việc gấp. Tôi phải đến luôn nhưng mà đến cứ ngồi một đống lù lù nữa. Có chuyện gì? Ôi vợ tôi lại đòi ly hôn rồi. Lại đòi ly hôn? Ôi trời ơi. Tôi nghe là 77 là 49 rồi đấy. Hả? Mà cái thời đại này có phải là 4.0 nữa đâu. Thời đại này là 4.9, 5.3. Mình phải hiện đại lên chứ, suốt ngày cứ đòi ly hôn đấy à. Thế chuyện là như nào? Thì hôm qua tôi cũng muốn hiện đại lên rồi. Thế cho nên ấy, tôi mới phải đi giao thiệp chỗ này, giao thiệp chỗ kia. Thế tối hôm qua chót đi giao thiệp uống mấy chén. Rồi về thì chót nói hơn vợ có 200 từ chứ đòi ly dị luôn. Chuyện nhà ông thì nhằm nhò với chuyện nhà tôi. Riêng nhà tôi nhá, tôi bước về nhà nhá, vợ tôi chỉ nói một tiếng thôi. Ui, thật. Cái hôm đấy nhá, vợ tôi nói đến phút thứ 59 thôi. Thế là tôi mới cầm ly nước lên bảo em ơi, em nói lâu thế, thế cái cơ miệng em có bị mỏi không? Em uống nước đi cho nó trơn giọng. Thế cầm cốc nước hất mặt vào tôi luôn. Hất vào mặt luôn? Hất vào mặt luôn, sao bảo ly hôn luôn. Đấy, mà có gì đâu. Đấy, tôi cũng là chỉ quan tâm thôi. Đúng tôi rồi. Lo lắng cho sức khỏe của vợ tôi thôi. Ha? Mà tôi đã căn đến phút thứ 59 rồi. Ha? Mà nó chỉ còn đúng một phút thì nó còn đúng 60 giây nữa thôi. Thế mà cũng đòi ly hôn. Thế là tóm lại là vợ ông đòi ly hôn gì? Vợ tôi không thế. Tự giải quyết đi. Một tình huống tôi nghĩ rằng là cũng cực kỳ dễ liên hệ với cánh mày râu thôi. Bởi vì ai rồi cũng có lúc mà cảm thấy là mình đúng. Nhưng mà với bạn đời của mình không thể tiếp tục khẳng định là mình đúng được. Mà đôi khi phải kết thúc cái cuộc tranh luận đó hoặc là cãi vã đó bằng một câu là xin lỗi. Thực ra nói không phải để chê chị em đâu, mà nói nghiêm túc là tôi đã gặp ít nhất là trong cái vòng tròn mối quan hệ của tôi ấy. Phần lớn các anh em đều từng gặp chuyện này và đều từng gật gù chia sẻ với nhau là có rất nhiều lúc là phải công nhận là bà xã đúng, người yêu đúng, mặc dù mình tự thấy là không đúng lắm. Bởi vì công nhận để làm gì? Để cho cái sự căng thẳng nó kết thúc. Công nhận để làm gì? Để cho cái người đấy người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng mình có cảm thấy nhẹ nhàng không? Mình thì sẽ học được cách cảm thấy nhẹ nhàng. À, đó là một đấy. Điều phải rèn luyện đúng không? Vâng, tôi đang cố gắng làm điều đấy đấy. Đang cố gắng à? Vâng, đang cố gắng nhưng chứ chưa làm được hẳn ạ. Nhưng mà sự cố gắng đó là có căn nguyên của nó hay nó có hiệu quả hay không? Thì rất muốn được nghe tổ nói đi nói lại ạ. Câu mà mọi người hay nói là nhất vợ nhì dời. Lúc nào vợ luôn luôn đúng, đội vợ lên đầu là tiên. Đúng không ạ? Tú thì chưa lấy vợ thì có thấy sợ. Thực ra em cũng có hoang mang tí đấy. Nhưng mà thực ra là cũng trải qua về cái việc mà với bạn gái thì rõ ràng mình thấy là nhiều lúc mình phải nhún nhường chứ. Trong hôn nhân ấy có 5 cái từ em đúng em thân yêu thôi. Bởi vì sao? Bởi vì không bao giờ phụ nữ sai. Phụ nữ thì không bao giờ sai. Và kể cả khi mà phụ nữ nói rằng là em sai rồi thì anh xin lỗi em đi. Với cá nhân tôi ở nhà luôn luôn là như vậy. Là vợ thì lúc nào cũng đúng. Bởi vì sao? Bởi vì vợ mà sai thì rõ ràng là do tất cả những cái thứ xung quanh. Do lực hút trái đất này, do gì nhỉ? Yếu tố khách quan. Do mặt trời mọc ở hướng đông, các kiểu lặn ở hướng tây, các kiểu. Chứ không bao giờ là vợ sai cả. Mình nghĩ thế này. Người phụ nữ lúc nào cũng đúng. Có thể họ đúng trong cái cuộc trao đổi nào đấy. Và cái sự đúng đắn đó, đôi khi người đàn ông nhường nhịn họ. Bởi vì họ quá yêu. Họ cho rằng là cái gì của người phụ nữ đấy cũng đúng. Người phụ nữ ấy, họ không nhận sai ấy, không phải là bởi vì họ không nhận sai, mà nó chỉ rất là đơn giản thôi. Rằng là họ biết họ sai và họ sẽ sửa sai bằng cách khác. Chứ không phải là em sai rồi. Và cái mà người phụ nữ cần đó là cái sự tôn trọng. Họ đúng ở cái là họ biết ứng xử với cái sai đấy để cho nó hợp lý hóa với cái bối cảnh đó. Thì người đàn ông luôn luôn nghĩ người phụ nữ đấy là đúng. Bởi vì cái cách xử lý của họ uyển chuyển hơn người đàn ông rất nhiều. Họ tinh tế hơn và họ nhạy cảm hơn đàn ông. Và họ biết rằng là họ cần phải nhịn cái điều này để cho nó trong ấm ngoài êm. Thì cái đấy là người ta là người đúng. Chúng ta có thể đi công tác đến cả tháng đi chăng nữa thì ngôi nhà nó vẫn được êm ấm. Trong khi vợ mà chỉ cần đi công tác coi như là 1-2 hôm thôi là loạn hết. Cho nên rằng là cuối cùng thì người phụ nữ vẫn là số 1. Tôi thường xuyên đi chơi với 3 đứa con của tôi thường xuyên làm một ông bố coi như là chịu khó nói chuyện với con. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà bọn nó mà hỏi ý kiến thì lúc nào bọn nó cũng sẽ nghiêng về cái ý kiến của mẹ. Bởi vì mẹ lúc nào cũng đúng hơn bố.
chốt đơn cái câu của Tú là câu rất hay, là những đứa con bao giờ cũng đứng về phía mẹ và mẹ lúc nào cũng đúng. Thì nghĩa là mình phải xem lại mình nhá. Nghe cuộc trò chuyện rất là rôm rả và cuối cùng cả ba khách mời vẫn kết luận là phụ nữ luôn đúng. Nhưng mà cái câu mà nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ cho anh em, câu gọi thần chú ấy, em đúng rồi, em yêu ấy, câu đấy mà nói ngay từ đầu ấy, tôi cho là hạ sách. Bởi vì là sẽ bị nghi ngờ là không thành thật. Không thành thật. Câu tiếp theo nếu mà nói câu đấy ngay thì sẽ là anh có biết là anh sai ở đâu không? Thì tự nhiên là mình đã bị đặt vào thế khó. Thế cho nên là một câu thần chú nhưng vẫn phải áp dụng rất là tinh tế, đúng không? Theo như Tú nghĩ thì là cái tôi của phụ nữ họ cũng rất là cao. Thậm chí nhá, em nghĩ rằng là nhiều khi họ cố tình sai để mà khiến cho cái người đàn ông, người bạn trai của mình hay người chồng của mình là phải tranh cãi và để quan tâm đến họ, chứ không phải là họ thực sự là họ làm sai điều đấy. Thế chính vì vậy mà em mới thấy rằng là đúng là loanh quanh quẩn quẩn lại người phụ nữ đúng là khó hiểu thật. Vấn đề ở đây là gì? Cái mà người vợ cần đó là em đúng, luôn luôn đúng và anh tin vào những cái gì mà em nói. Đấy, chứ còn nếu như mà chúng ta mà chỉ có công nhận cái sự đúng ý theo một cách lý trí thì chắc chắn không có giá trị. Thì vợ có thể rằng là nói sai đấy, ngày mai ta nói lại, ngày mai sai, ngày kia sửa lại. Hôn nhân là chuyện cả đời mà, đúng không? Vậy thì tại sao cứ phải hơn thua? Mà đấy, trong cuộc sống của chúng ta có những đôi vợ chồng, trời ơi, họ có một cuộc sống gia đình thật sự như là một bức tranh. Họ không bao giờ mắng nhau và cũng không bao giờ họ so đo là anh đúng hay là tôi đúng, hay anh sai hay là tôi sai. Bởi vì chúng ta đang bị quay vào một cái câu chuyện là vợ đúng hay chồng, hay là chồng đúng hay là sai và đúng. Nhưng rõ ràng trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, có những cặp vợ chồng họ không bao giờ có cái điều đúng sai trong cái hôn nhân của họ đâu. Không có đúng sai trong hôn nhân một cách tuyệt đối. Nhưng để chốt lại vấn đề thì tôi nghĩ vợ vẫn luôn đúng. Chính xác. Tôi nghĩ là cũng chả việc gì phải coi là vợ sai cả. Hãy luôn thấy người phụ nữ của mình đúng đi. Bạn sẽ thấy cuộc sống gia đình bạn và chuyện tình yêu của bạn nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và đằng sau thì để mà nói về những câu chuyện với người phụ nữ bên cạnh ấy, nó còn những thứ khác cơ. Những thứ mà chúng ta có thể nói vào ngày mai là chúng ta sẽ có một câu nói được bỏ lửng, đó là khi phụ nữ là ba chấm. Là gì thì ngày mai chúng ta sẽ bàn nhé. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.